Mới đây, Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của đoàn cán bộ quận chỉ đạo các phường năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy đã củng cố kiện toàn đoàn cán bộ quận chỉ đạo phường với 77 đồng chí và ban hành quy chế hoạt động cụ thể rõ ràng. Bình quân mỗi phường có từ 8 đến 14 cán bộ quận tham gia chỉ đạo phường và được phân công chỉ đạo 59 khu vực. Ngoài ra còn phân công bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết quả năm qua, tất cả 7 đảng ủy phường đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có một đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kinh tế xã hội các địa phương tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh giữ vững ổn định.